Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Eurobion được sản xuất tại Mayoli Spindler. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Eurobion cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Eurobion Actives Lipotitic 25.000 U Activate Amylolytic 22.500 U Actives Proteolitukia 1.250 U Dạng bảo chế Dạng viên Công dụng và chỉ định của Eurobion Thuốc Eurobion 25.000 được sử dụng để điều trị chứng thiếu hụt enzyme tuyến tụy. Nó là một chất bổ sung enzyme tuyến tụy giúp tiêu hóa. Thuốc này cũng làm giảm tần suất phân và khó chịu ở dạ dày. Cách dùng và liều dùng của Eurobion Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Dùng thuốc này với liều lượng và thời gian theo lời khuyên của bác sĩ. Không nhai, nghiền nát hoặc làm vỡ nó. Thuốc Aerobion 25.000 được dùng với thức ăn. Chống chỉ định của Aerobion. Người mẫn cảm với thành phần của thuốc. Lưu ý khi sử dụng Aerobion. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc người lái xe hoặc vận hành máy móc tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của Eurobion Các tác dụng phụ phổ biến nhất của thuốc này bao gồm đau dạ dày, đầy bụng và tiêu chảy. Nếu những điều này làm phiền bạn hoặc không biến mất, hãy cho bác sĩ biết. Có thể có những cách để ngăn ngừa hoặc giảm bớt những ảnh hưởng này. Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng. Tương tác Dùng Eurobion 25.000 với bất kỳ loại thuốc nào sau đây có thể làm thay đổi tác dụng của một trong số chúng và gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Thương hiệu Diados, Abacus, Dizerby, nghiêm trọng. Clopropamide Thương hiệu Diabinis, nghiêm trọng. Glybenclamide Thương hiệu Norgluco, Diablin, Decon, nghiêm trọng. Glyclazide Thương hiệu diabetes nghiêm trọng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Eurobion, đồng thời biết cách sử dụng Eurobion sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham